anh Mỹ ơi, mấy sói này mới về sao đẹp dữ anh, long lên luôn hả? Nàng mới vừa về. Chà, đẹp quá ha. Như con này xin bìa anh. Con này bìa. Xin bìa. Mà xe này theo anh thì nó chạy lâu chưa anh? Không, con này nó khoảng còn 95%. 95%. Cái pin mặt trời mà em thấy nó còn mới tinh ha. Đúng rồi. Cái tấm pin này không anh mua cũng mớ tiền nữa. Còn mới tinh luôn. Cái này nó sạc bằng pin mặt trời. Để trong cái máy này nó có cái đường để sạc bằng điện trong máy ra không anh? Không, nó lấy cái năng lượng này để sạc vô bình. Chắc nó có anh à? Không, nó sạc vô bình. Chắc nó có chứ, nó có motor nè. Nó có phát đèn nè. Ai em nghĩ là nó có một đường. Nó có một đường nó đi chung luôn á. Nó vừa năng lượng mặt trời thì như những chiếc xe này thì thí dụ như mình chạy mà mình để lâu thì cũng không bị gì ha. Đúng không? À, vàng sới này à, cái mã mà S18 này nó có liên quan gì tới cái sới không anh? Nó có liên quan gì không hay là 18 răng? Đúng rồi. Phải không? Phải không? Đâu em đếm coi, 3, 4, 5, 6, 7. Đúng rồi, 18 răng anh ơi. Có demo anh, nên nó thường thường nó phải sạc hai chiều, có nghĩa là anh vừa sạc pin năng lượng là để nó giữ cái điện á. À, một con hai con giống nhau, mình con xanh bìa con xanh giữa hả? Con xanh bìa con xanh giữa, giữa xanh bìa xanh giữa chênh lệch giá nhau nhiều không anh? Chênh lệch mấy triệu á. À vậy hả, con nào giao cũng còn đẹp hết ha. Con nào cũng đẹp hết á. Ồ, đẹp xuất sắc luôn. Con này em nói thay vì mình mua một con máy đào mương, mình mua con này về đào mương sướng ha. Không, xanh giữa đào mương này, xanh bìa này không có đào mương anh ơi. Xanh bìa là không đào mương được, nhưng mà xanh giữa là nó thiết kế để đào mương nè anh, thấy không? Đó, nó thiết kế vừa đào mương vừa ấy luôn, nhưng mà xanh giữa chỉ có sới thôi, mà được có cái nó quá mới, con nào cũng có đề hết. Quá đẹp ha. Tàn đứa vào còn nguyên thủy luôn. Dạ, để im anh. Không chị. Này thiếu cái thùng nó bỏ vô. Dạ. Quá đẹp. Hai con này mình không báo giá anh. Không, con này có gì liên hệ với là qua số điện thoại của có ông chủ đúng không? Đúng rồi. À, có ông chủ đúng không? Có ông chủ thì ông chủ sẽ báo giá đúng không? Còn mới khen ha. Như con này anh biết giá không anh? Con này thì giá nó tầm từ 21 triệu. Con này á? 21 triệu đó luôn. À, con này xài IE10, hai con IE10 hết anh? 10 hết. K75 luôn. À, K75. Con này khoảng 21 triệu à? Là nó sử dụng động cơ IE85, 8,5 ngựa anh. À, xanh bìa. Nếu mà con này xanh giữa thì nó khoảng nhiêu anh? Rẻ hơn, nó tầm 18 triệu cũng có. À vậy hả? Mà xem thấy mấy sới này sao dạo này người ta chuộng dữ anh? Tại vì bây giờ đa số người ta làm vườn nhiều quá, người ta cũng sử dụng nó đỡ tâm. Cái thằng này á, nói thật sự ra nó vừa sới đất mà nó vừa làm cỏ được luôn anh. Nếu mình đi cạn á, mình mở số nhanh mình chạy nó đánh cỏ sướng lắm. À, nhiều người á, người ta chưa có điều kiện, người ta đi mướn đi thuê thì nó chầu chực, nó lâu quá, người ta có tiền người ta mua tự người ta làm, muốn làm mua một chiếc cơ thả đó. Đúng rồi. Nhưng mà thằng này mua nó không có lỗ anh nha. Đâu lỗ? Anh về anh chạy mà anh giữ ngon gìn á, anh đừng có phá, anh giữ gìn ngon lành đàng hoàng. Như em thấy thằng kia nó mua một chiếc, nó mua chiếc á nó mua chiếc 18 triệu mà bây giờ nó bán được 24 triệu anh. Anh tin không? Nói chung là nó mua đúng nhiều cái hàng hệ đó, đến lúc mà nó hiếm. Có nghĩa là cái hàng đó bây giờ nó hiếm, nó bán là người ta trả được tới 24 triệu luôn, nó bán rồi. Mua mà còn lời nữa mới chết chứ. Mà nó xài mấy năm rồi đó. Tại vì nó đâu xài còn nhiều đâu. Cái áo nó bọc nó về thôi chứ bên trong máy nó đẹp lắm. Dạ, mới khen ha. Rồi như con SS60 này cỡ nhiêu anh? Con đó nó tầm 11 triệu rưỡi. À,
nó trên nhau dữ vậy, 20 mà bên có 11 triệu rưỡi, cũng có vàng sới luôn. Nó có 6 ngựa à? À 6 ngựa, mà sên giữa nữa. Sên giữa đó mua về đào mương, đào đồ có lấy ha. Nói chung là mình đẩy thằng đó là làm okay. Thằng đó là làm nhức nách luôn rồi đó. Hồi như con này sao giá sao anh? Nó 70 mấy bạc đạn. 70 bạc đạn. Nó giá trung bình nó tầm 13 triệu. À. Là động cơ bạc đạn, còn con hồi nãy là bạc đạn luôn mà. Bạc đạn mà 60. À 60. Còn con này là 7 ngựa. Cao hơn chút. Con cũng xanh giữa luôn. Mà quá chất cái này. Vàng sới đồ đẹp. Sử dụng vàng gì ta? EC70. Hồi xưa nó là EC7. Không, EC7 là khác. Không, ý là của các cái vàng ngày xưa nó EC7 không, chứ. EC7 là vàng lớn hơn. À, EC70 là nhỏ. EC7 là vàng lớn hơn mà EC70. À, 7 là nó tính vàng 700 á. Đúng không? Ý là nó chỉ là 7. À, EC7. EC3C nó là vàng lớn. Thế con kia? Con nó là 8 ngựa đó, con nó là... EC80. Một cặp đó là giao lái rồi đó. Giao lái hả? Một cặp con 90 con 80 đó. Nếu mà giờ mình bán thường thì khoảng nhiêu? Nếu có. Nếu mà giá lẻ bán thường thì nó tầm 17 đến 18 triệu. Ồ vậy hả? Nếu đẹp xấu à. Ủa con cắt vỏ mâm xay kia dọn lại cho anh. Con đó dọn rồi chứ. Chạy chưa? Chưa có dao. Nếu mà con đó hết hoàn chỉnh rồi. Chỉ có bán thôi. Con đó thì khoảng nhiêu tiền? Con đó thì liên hệ với lại Vũ đi. À ông chủ hả? À con này hàng thể dữ anh. Xài nòng xéo rồi nè. Quá dữ luôn á. Tại vì mấy cái con đó thì nó mình không có báo không? À nó chưa báo hả? Mấy vàng này mình mới về hả anh? Mới về chưa dọn. Cái vàng sới xong mình không mình có bán không? Có chứ. Đây là chẳng hạn với vàng không nè. À như vàng không vậy mà nguyên như vậy là mình có bao chạy không? Cái này chỉ giá mấy là chạy thôi chứ không có làm gì hết. À như vàng vậy mình bán lẻ khoảng nhiêu? Nó tầm 8 triệu 7 triệu tùy nó đạt 6. À à. Nó là vàng mấy? Còn nó mà bìa thì nó mắc hơn ha. À bìa mà thì lẻ đó nói trung bình là cái à có nghĩa là tính theo vàng sới luôn. Thằng đó là 90 bìa, thằng đó thì nó giá tới trên 10 triệu luôn. Cái vàng không trên 10 triệu. Đúng rồi. Còn này này thì nó chừng 7-8 triệu thôi. À mình không lấy đuôi sới có bán không? Có bán luôn. Không lấy đuôi sới rất rẻ à. Mấy miền Tây mua về bỏ đuôi lại mua về đi chạc đó. Đi chạc thế này nhưng nếu mà không có đuôi sới á. Không có đuôi tầm. Nếu mà như cái vàng này nếu mà dạ. Thì như cái vàng mà nó có xấu về nó tầm giá từ 6 triệu cũng có. À 6 triệu cái đuôi 1 triệu mấy 2 triệu với mấy hả? À mấy này mới về đây anh. Mới về 90. À 90. Về cũng có con đẹp con xấu ha. Đúng không? Này chưa rửa mà. À chưa rửa. Thì ý là nói có nghĩa là thí dụ như vàng nó đẹp xấu thì giá tiền của nó phải trên nhau. Chứ con kia đẹp quá. Con nó xuất sắc luôn. Mấy NF10. Dữ luôn á. Con đó 30 triệu không anh? Không đó, không tới. Chứ khoảng nhiêu? À. Mấy xăng cũng mới về luôn anh. Mấy xăng mới về. Mấy xăng toàn hàng hệ không ta? Hàng hệ nè. Hàng hệ không à, ba con hàng hệ luôn. M70X. Ba con hàng hệ luôn. Quá trời ba con kia luôn. Dạ. Khoan giờ mình nói chuyện tiếp máy sới đã. Như con máy sới này máy sới gì anh? Có vàng EZ10 đó. EZ10 hả? Mà sao máy nhỏ vậy? EZ10 luôn. Mấy 10 ngựa à? Như cái này chừng khoảng 25 không? Này là nó tầm dưới 25. À. Nó tầm 22. Đó lại. 22 đúng không? Phải không? Cả 22 đúng không? 22 thì không bán được đâu. 22 bán được hả? Nó có giá từ 23 đến 24. À. Có con dân ma ép bét kim kìa anh. Bét kim 7 ngựa có đề. Có đề. Dạ y 70. Bao nhiêu anh? Không biết giá. Không, con đó thì giá nó mà dọn lên hết hoàn chỉnh rồi nó khoảng 17 triệu. À, 17 triệu. Tại nó có máy nó đắt lắm. Dạ. Bét kim. Bét kim NFA. Thằng BD. BD bữa nay chuyển giới rồi. Máy này bán không anh? Bán chứ. Nhiêu anh?
10 triệu. À, bấm cành 10 triệu. 10 triệu nguyên con lê. Honda. Honda 140. 140 là 5 ngựa. 5 ngựa thì tính ra 5 ngựa thì hết cái máy hết 4 triệu rồi. À, còn kia với kia là 6 triệu. Rẻ. Đây, động cơ này bán của anh ơi. Như cái L50 nhiêu anh? 60 à? Hay 50? Tính theo ngựa chứ đúng không? 50, 50. 50 này bán nhiêu anh? 50 là từ 5 triệu. 5 triệu. 5 triệu rưỡi. 40 là 4 triệu. Bình quân nó như vậy vậy? À 60, con này phải 6 7 triệu à, 6 triệu. Rồi 6 triệu. Trời, cái này nó mình sơn lại hay nó rin vậy? Hả? À. Cái con này là nó có sơn á. Hả? Sơn lại rõ ràng luôn mà. Sơn bên Nhật hả? À? Không, về mình sơn tại nó rổ quá. À nó rổ quá sơn lại hả? Sơn lại vậy mình bán có sơn lại không? Hả? Mình bán có giá sơn lại không? Mình bán sao mình nói có sao mình nói vậy miễn sao thấy ngon thôi chứ còn bây giờ mình đâu có gạt người ta được. À. Đúng không? Dân ta xài đành mình nói bậy người ta chỉ 110. Như con này mình bán khoảng nhiêu anh? Con này nó 110. À. Con này nó tầm 13 triệu. 13 triệu. Công nhận thợ này sơn đẹp quá ha. Như mấy động cơ này giá của nó tầm tầm khoảng nhiêu cái anh? Ví dụ 80 là giá nhiêu? 80, 90 hả? Dạ. Nếu mà không bạch đạn nếu mấy bây giờ thì nó tầm 7 triệu rưỡi, 8 triệu. À. Còn bạch đạn? À. Nếu 90 thì nó phải nằm từ 11 triệu rưỡi đến 12 triệu. À. Như này em thấy nó toàn 3G, không có một cái kia bạch đạn kìa. Con Isaki bạch đạn. Bây giờ nó hàng không có. Dạ. Máy sới này 20 hả anh? 20 cũ nè, máy sới Nhật nè. Nguyên con luôn. Đi kéo lá dê. Con như con kia khoảng nhiêu? Con nó bán rồi. Bán rồi hả? Con kia bán chưa? Con này chưa. Con này dữ dằn anh. Con này bánh lớn dữ ta. Gầm cao. Con này nó nằm chắc chừng khoảng 20 mấy triệu hả? Dạ rồi, nó phải 4 à, mấy. 4 mấy à? 4 mấy triệu. Mấy là chỉ có mấy thằng một cầu ba bánh hả? Nhưng mà ăn này gầm cao nè, mấy xịt thuốc này bán luôn chứ anh? Bán chưa? Cao không anh? Giá từ tùy theo em hỏi từ 45 cho đến 60 đủ em giá. Hỏi là bán luôn là biết sao không sợ, tại vì ở đây chuyên bán lái. Mình sợ là hỏi chúng mấy con mà bán lái á. Ở đây chuyên bán lái mà. Nhưng mấy sới rồi giờ mình còn bán lái không anh? Nếu mà lái á, thì người ta mua thì nó có một cái giá khác. Nhưng mà họ mua nhiều đúng không? Còn mình chỉ báo là những cái giá mình bán lẻ thôi. À giá mà lái thì ví dụ như người ta mua người ta gặp trực tiếp chú Vũ là người ta liên hệ người ta mua tại có cái giá ưu đãi thôi. Mấy đào mình có bán lái không anh? Có bán hết á. À. Coi như cái gì cũng bán lái hết. Dạ. Mua bán theo cái giá lái mà. Dạ. Rồi anh ăn cơm đi, em đi vòng vòng tí em về ăn cơm. Máy xăng đây. Mới về đây. Kubota. Mitsu. Zanma. Kubota nè, T160 nè. Mitsu hàng hệ nè. Honda xăng này giá mà rẻ là coi như là chạy mới sướng, nhưng mà xăng biết lúc nào rẻ lúc nào mắc, đánh Arena xong là xăng rẻ, lúc đó mai mốt việc mai mốt là xài toàn là gió với nước không à, mai mốt mấy cái máy nông nghiệp này cũng chuyển qua xài điện hết các bạn, không xài xăng dầu nữa. Thành ra sau này xăng rẻ lắm, bà con mua đi. RC500. Rồi, mến chào các bạn nha. Rồi, bạn nào có nhu cầu cứ alo với anh chủ ha. Rồi, mến chào các bạn.